nãy mình đi tới đây mình đi tới cái ải quỷ Capricorn này nè anh em ơi, nãy nó quýnh mình bầm dập luôn anh em à. Đây mình gỡ con này ra, gỡ con Pikachu ra, thêm hai con này vô anh em, hai con này sẽ cho vô viện trợ anh em à. Mình chưa đọc skill của con Entei thì phải anh em. Wow, gãy xương Capricorn nó bị gãy xương rồi anh em à. Hello anh em ơi, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Thần Thú Thức Tỉnh và ok, ủa lộn, Thức Tỉnh Thần Thú anh em à. Ok, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm con game anh em. Hôm nay thì không, anh em cũng đã biết rồi, mình đã nạp đầu mình nhận được cái con mèo anh em. Sau khi mình đọc skill của em đó thì mình thấy khá là ok anh em à. Đây là cái skill của con mèo với cái giá là 25k anh em à. Đầu tiên là skill tự động. Skill này skill tự động của mèo tấn công Pokemon gần nhất của kẻ địch cho anh em gây 3 lần sát thương bằng 204% công. Wow, 3 lần luôn anh em à. Khá là ngon. Ủa, cái nút reset là cái gì ta? Mình nghĩ chắc là reset mấy cái skill lại của anh em. Không biết là reset nó sẽ tốn gì không anh em. Tiếp theo thử nè. Tốn 500 kim cương anh em à. Thôi, khỏi luôn đi anh em. Tiếp theo sẽ là cái skill thứ hai là skill thuật ảo ảnh anh em ơi. Nên tuyệt kỹ đánh lùi tuyệt kỹ của con mèo tấn công tất cả địch đồng thời xua tan tất cả hiệu quả boost của Pokemon hàng sau. Lép 2 sẽ gây một lần sát thương bằng 580% không anh em ơi. Đồng thời di chuyển lên kẻ địch hàng sau, xua tan tất cả boost có ít nè. Tăng boost, tăng ít là chắc là boost có ít anh có lợi nữa. Đó. Khá là ngon anh em, có đam, có xóa boost. Thêm cái skill thứ 3 mới ghê này mà. Thủ hộ hồng phấn và vải. Skill BD vải nữa mà. Skill bị động khi chiến đấu tất cả sát giảm tất cả sát thương mà bản thân và Pokemon loại tấn công Veta phải nhận. Ủa, Pokemon loại tấn công à? Vậy là mấy con Pokemon loại tấn công mới được anh em. Con này là tấn công anh em. Đây, đây. Mấy con loại tấn công này mà. Ồ, đặc biệt. Phòng thủ. Ồ, cái thẻ mình nó đủ luôn anh em. Đặc biệt. Ồ, có hai con đặc biệt anh em. Đặc biệt phòng thủ với lại. Ồ, có hai con đặc biệt với lại một con phòng thủ thôi anh em. Thì con này nó mình không có sử dụng nữa anh em à. Để con rùa Kame. Đó, Kamet, Kamet nữa mà. Con này thì mình không biết nó ngon hay không nữa, mình quay con nào mình xài con đó anh em à. Đây là skill tự động đòn xoáy, skill tự động của Kamet tấn công Pokemon địch hàng trước anh em. Con này thì tấn công hàng trước, còn con này thì có khả năng là tấn công hàng sau với lại xóa hiệu ứng có lợi của cái hàng sau anh em à. Skill thứ hai được kiểu Kamet tấn công toàn địch với xác suất thi triển debut im lặng lên Pokemon toàn địch. Ôi trời ơi, nó khả năng cấm chiêu anh em. Im lặng chắc mình nghĩ là khóa chiêu anh em. Nghĩ là như vậy anh em à. Gây ra 3 lần sát thương bằng 330% công, đồng thời có 46% di chuyển lên Pokemon toàn địch. Boost im lặng kéo dài 4,6 giây anh em à. Có 46% di chuyển anh em, cũng khá là ngon chứ anh em. Con quỷ này, ủa quên skill thứ 3 anh em. Diệt địch tăng thêm nộ. À, sau khi mà diệt được địch sẽ tăng thêm 22% nộ nha anh em. Còn skill cuối thì mình chưa biết. Tăng thêm sát thương lên Pokemon loại phòng thủ anh em à. Ấy thì cái con nào mà hệ phòng thủ sẽ tăng thêm sát thương. Skill cuối của con mèo đó chính là skill thức tỉnh, dùng tuyệt kỹ hồi HP cho đồng đội có HP thấp nhất, phần dư ra hồi phục cho đồng đội khác. Ồ vãi. Ví dụ mà dư ra đấy anh em. Vậy là bút đầy xong rồi còn dư ra nhiêu thì quăng qua cho thằng kế bên hưởng cá anh em mà. Dạng như là có số hưởng anh em, đồng thời giúp cho toàn đội thi triển bút tinh lọc. Tinh lọc đấy gì trời. Chắc ở dưới này của anh em, khi dùng tuyệt kỹ hồi cho đồng đội HP thấp nhất, lượng HP bằng 2000% công của mèo luôn anh em à. Có cái lượng hồi phục còn dư sẽ tiếp tục hồi cho đồng đội có HP thấp nhất, đồng thời giúp cho toàn đội thi triển tinh lọc. Tinh lọc là gì trời, mình không biết tinh lọc là cái giống gì luôn anh em à. Tinh lọc là nào ta? Hồng phấn, thuật ảo ảnh, tường trắng tâm linh. Ồ, tinh lọc là gì ta? Hay là đọc bớt những cái hiệu ứng bất lợi anh em. Ok, hiện tại thì bây giờ mình đã lên được level 17 nha anh em. Mình đang đi làm nhiệm vụ này kia kiểu cho nó hoàn thành hết cái nhiệm vụ hàng ngày hôm nay luôn. Nhưng mà vô đây á, lên một cái level nào đó thì anh em sẽ lên đây và anh em sẽ đi những cái này. Wow, đổi nè. Thiếu vật liệu đổi nè mà, thiếu này này để mà đổi được. Cái này mình cũng không đổi được luôn, mấy cái này mình cũng không đổi được luôn anh em ơi. Đây, mình cần phải có vật liệu để có thể đổi lấy được cái quả bóng Pokédex. Còn cái này mình, hai cái này đó mình sẽ đổi được một sushi. Sushi sẽ tăng được 25 điểm thể lực nha anh em. Thân thủ. Ồ, mình có mấy cái danh hiệu xịn sò mà đó. Anh em đợi xíu mình lấy cái danh hiệu đó nha. Danh hiệu nè, ngôi sao mới nổi trầm trồ nên mà dùng cái danh hiệu trầm trồ đi. Trời ơi, sử dụng cái danh hiệu thân thủ nó cùi bắp vải anh em. Ngôi sao mới nổi trầm trồ. Ồ, bạn này cũng có trầm trồ anh em à. Wibusan.
một cái tên căng người ta. Là bây giờ mình sẽ qua bên đây câu cá này mày. Tiêu hao 10 phút để mà thu lấy cái con cá cá mập anh em. Ô, vé hình tượng Serena là cái gì vậy ta? Mình không biết cái vé này sử dụng làm gì anh em. X2 thì mình sẽ nhận được sẽ tốn 50 kim cương anh em à. Rồi, mình X1 anh em. Đây bây giờ mình sẽ thả cần tiếp nha. Đó, thả cần tiếp nha anh em. 30 phút sau, quẩn tù tì nữa nè. Nãy mình chơi hết được 2 lần rồi. Giờ mình toàn thua thôi anh em. Wow. Ok, nhận wow luôn. Thể lực ảo ảnh là gì ta? Tiêu hao cần thiết khi mà thu thập ở quả đảo à, ở đảo ảo ảnh. Mỗi giờ hồi phục 1. Mình không biết cái đó sử dụng làm gì anh em. Lượt đón lại nè. Ủa có đón lại nữa ta? Chết rồi hết rồi anh em. Ngày hàng ngày có nhiệm vụ hoàn thành không ta? Nhận luôn. Nhận luôn. Nhận luôn nữa. Wow, ok. Sữa bò. Rồi hết rồi anh em à. Nhiệm vụ hàng ngày của mình hiện tại thì bây giờ là thăm dò nè. Thăm dò nè, biết là mình thăm dò xong chưa anh em. Hồi nãy mình thăm dò như là 30 phút rồi phải. Nhận nè, đó. Không biết anh em mà đang chơi cái game này không anh em. Có chơi game này vô chơi chúng mình cho vui. Mình chơi với X3 anh em à. Mấy cái X trước là mình vô không được. Hồi nãy mình lên trên web thì mình đã xem được nạp rồi anh em à. Thì cũng đã có được cái tên mình ở trong cái danh sách. Hồi nãy mình lên thì mình có tới mấy cái tài khoản rồi anh em. Mấy cái tài khoản game, có mấy cái tài khoản còn ở trong đó đấy. 120 ngu su con, gờ con nữa anh em. Anh em đợi xíu nha. Mình xem thử là có up sao gì cho cái con nào được hay không anh em. Tăng sao rồi nè. Không biết cái game mình nó có tăng bậc được hay không anh em. Ví dụ như mình đang bậc S, nếu mình lên S chẳng hạn anh em. Hoặc là mấy con bậc B nè. Mình rất là thích con Pikachu nhưng mà em nó chỉ có bậc B thôi anh em à. Không biết có bậc gì khác hay không nữa nha. Để mình ra ngoài mình xem thử. Cái danh sách Pokemon, ông biết ở bên dưới này mình có thể là xem được những con Pokemon khác hay không đấy nè. Đây là Pokemon mình có rất là nhiều nè mà. Không biết có thể ghép được hay không đấy nè. Ghép 28 sẽ mở ghép nè. Tăng sao, tăng cấp thôi nè mà. Chứ nó không có... Có lên bật được, không có lên bật được ở đây mà vui tăng thủ gì nữa nè. Tăng sao, nhận luôn. 50 kim cương. Trời, gì một nồi luôn đi nè. Nguyên một vàng mấy con food anh em ơi. Quà 7 ngày giảm giá vật phẩm ở này nó một giá là 1.800 kim cương. Không biết cái này là gì ta, cả bộ 9 gói phụ kiện lam. À, phụ kiện lam anh em. Cái này dùng để mà triệu hồi ở máy quay trứng, có thể nhận lấy một con Pokemon tư chất BAS để mình test thử nhân phẩm anh em. 5.000 kim cương mà nó giảm giá còn có 1.800 thôi anh em à. Mình nghĩ là chắc là giòn đó anh em, mình nghĩ chắc giòn. Ở đây thì anh em chiêu mộ có tỷ lệ nhận được cái con Gigadot thì phải anh em. Giáp đót mà. Mỗi con giáp đót, mỗi con chim điện anh em. Ok, mình sẽ múc thử X10 thử nhân phẩm nha anh em. Không phải là xì bùa. Wow, có một quả mờ anh em à. Trời ơi, con gâu đần anh em ơi, con gâu đần. Ok, quá là ngon anh em à. Golden. Đây, mình hãy kêu nó là con gâu đần. Ok, quá là ngon anh em à. Mình quá là êm. Có được một con tướng mới xịn sò cho anh em, một cái con tướng S tiếp theo anh em à. Quá là may mắn. Thử nhân phẩm với giá 1.800 kim cương mình có thể là nhận được mỗi con golden luôn. Mình rất là thích con này nha anh em. Wow, xịn sò vãi nha. Hình như game này nó có cái con tướng, biết con Pokemon Class SS anh em. Nhưng mà không biết làm sao để có thể là kiếm được mấy con Pokemon đó thôi. Cần quét X4 luôn. Đấy, thêm còn con Pokemon xịn sò vô trong cái đội hình nữa rồi anh em. Quá là may mắn anh em à. Ngày mai mình lại đi tìm tiếp mấy con Pokemon xịn sò hết. Không biết là có gây qua già hay không anh em. Có Ho-Oh thì mình thấy là có nha anh em. Ủa? Ủa? Ấy, mình có con Entei nè anh em. Phải không? Đúng rồi anh em. Trời. Ủa sao con Entei này lại là mỗi con hệ Class A thôi ta. Class A thôi anh em à. Phòng thủ nè. Còn này thì Class tấn công. Rồi ok luôn em. Vậy là mình sẽ bỏ bớt hai con kia ra. Mình sẽ lấy mấy con này vô. Trời. Con phải nè em à. Quá là hên luôn anh em ơi. Ngon thiệt. Giòn anh em à, giòn nha. Hồi nãy mình tưởng là nó không giòn nhưng mà ai ngờ đâu giòn không tưởng. Quá là ghê gớm. Xíu mình sẽ xem thử skill của hai em này thử xem sao anh em. Chó nữa với lại con golden. Đó, quá là ngon luôn. Tăng sao anh em à. Ủa có thể tăng sao được hay không ta?
cần có một cái con tướng bốn Pokemon 4 sao, 4 sao, 4 sao. Ấy, bây giờ mình up mấy con kia lên 4 sao làm food nè. Mình up mấy con lên 4 sao làm food nè. Tăng sao lên thử xem sao em, tăng sao lên nè, đó. Ok liền anh em, đẹp trai liền, đó, 4 sao anh em. Không biết là lên được anh em à. Bây giờ mình sẽ up thử một cái con nào đó lên sao để xem sao nè. Ví dụ như con này bây giờ mình sẽ tăng sao, mình sử dụng con của à đây đây được anh em ơi. 1 2 3 4, 4 con anh em. Vậy là bây giờ mình sẽ cho con golden với lại con chó lửa luôn đi anh em, chó lửa với lại con mèo lên luôn anh em à. Lên luôn. Này, mình sẽ up tiếp cho anh em tăng sao nè. Ơi bây giờ mình sẽ sử dụng mấy cái food. Ồ mình có con Pikachu bên dưới này nè. Có trời ơi con vịt ngu nè anh em. Đó. Một đống bên dưới luôn. Bây giờ mình sẽ lấy mấy con bên dưới mình làm food đi anh em. À, cớ gì mà mình phải lấy mấy cái con này mình làm food, mấy con Ditto, Ditlep gì đó anh em à. Bây giờ mình cần khá lại thôi, bây giờ mình sẽ dùng Ditto luôn đi anh em. Ditto 3 sao thôi mà. Đâu phải Ditto 4 5 sao đâu anh em. Ấy bây giờ nếu mà mình lên con Golden á mình cần phải có mấy cái con food 5 sao nữa anh em. Chắc là như vậy nè. Ôi cái con này chỉ có 3 2 sao thôi anh em. 2 sao thôi à. Vậy là đây, bây giờ mình sẽ đè mút nó mới còn lên đây nè. Đó. Nó không phải là cần nguyên liệu đúng tướng này mà. Tướng nào cũng được. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái con Golden của mình lên 5 sao anh em. Golden lên 5 sao. Ok, ngon liền anh em. Đẹp trai liền, 1 con, 2 con, 3 con gái nữa. Đó, 4 con. Pẹt. Bụp. Đây. Wow. 5 sao rồi anh em. Bây giờ không lẽ bây giờ mình cho lên 6 sao hơi xa nha anh em. Hơi đuối nha anh em, hơi đuối nha. Bây giờ mình sẽ cho cái con mèo này lên 5 sao luôn anh em ạ. Mèo lên 5 sao luôn. Mình có con Pikachu 4 sao nè anh em. Pikachu 4 sao nha. Mình sẽ cho mấy cái con này nó lên sao trước rồi đã anh em. 1 2 3 4. Ok. Rồi, mình sẽ cho mấy con lên trước anh em. Cho mấy con lên trước đi. Mình sẽ up con mèo lên 5 sao trước anh em ạ. Rồi sau đó mình sẽ tính sao. Con vịt ngu. Bụp bụp bụp. Ok. Không, nó không phải là vịt ngu anh em, đừng kêu nó gì tội nghiệp đó. Nó là vịt đần anh em à. Vịt đần. Vịt đực. Ok, lên luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho con mèo của mình lên 5 sao anh em à. Ôi game mấy lớp trời suýt tí nữa mình lấy con xịn sò của mình lên em à. Đó. Wow, hai con tướng 5 sao nha anh em. Hai con Pokemon 5 sao anh em à, tăng cấp cho nó nè. Lép 20. Đó, bây giờ mình sẽ kích hoạt đột phá bật lên luôn. Pẹt. Ấy da, ngon liền anh em. Hên thiệt chứ anh em. Công nhận quá là ngon anh em à. Ngày thứ hai mà mình nhận được con Golden mà họ nhận luôn đỡ cả cái con Entei nữa anh em. Mà sao con Entei là mấy con huyền thoại mà sao chỉ là một cái con Class A thôi ta. Đáng lý ra em nó phải gọi là Class S hay nè. Class S hay nè. Đó, là như vậy là mình đã được thêm hai con Class S này. Nhưng mà đen quá là em nó chỉ là Class A thôi nè mà. Kích hoạt luôn. Đó, lên luôn. Skill. Đây, anh em đợi xíu mình xem thử skill của em nha anh em. Cái skill cuối này là chừng nào mới nhận được ta. Sau khi thức tỉnh sẽ mở skill này. Thức tỉnh mình nghĩ là chắc là phải full sao anh em. Thức tỉnh nè. À, thức tỉnh anh em. Bây giờ mình thức tỉnh mình cần có đá thức tỉnh với lại một cái con Golden nữa anh em à. Ui, trời ơi, đến nhận. À mình có thể là sử dụng mấy cái con này để mà thức tỉnh nha anh em. Mình ghép 20 mảnh con gấu lại là sử dụng để mà thay thế cho một cái con Golden. Và mình cần phải có thêm 10 cái viên đá này nữa anh em à. 10 viên đá này hình như là phải mua anh em. À hồi nãy mình lấy trong cái shop kia có cái giá là như là cũng hơi đắt anh em. Và là một cái con Pokemon 5 sao anh em, 2, 4, 5 sao. Bây giờ thì mình đã đủ thức kích hoạt thức tỉnh anh em. Bây giờ mình chỉ còn thiếu nguyên liệu nha anh em. Thiếu nguyên liệu thôi nha. Cài đặt vô nè. Hồi nãy có con nào đang sử dụng mấy cái đồ xịn sò của mình thì phải anh em. Gỡ ra hết luôn. Ok. Đó, con này. À đây, gỡ cái này ra. Gỡ ra, gắn vô cho con Golden thôi anh em. Trời ơi, tội nghiệp luôn. Ủa chết rồi, level 30 mới mở được hả? Rồi bây giờ mình sẽ lên level luôn, tăng cấp luôn. Lên được 30 nha anh em, lên được 30 nha. Ôi chết rồi, hết nguyên liệu anh em à. 25 rồi anh em ơi. Hết nguyên liệu luôn rồi anh em à. Để xíu mình sẽ đi kiếm nguyên liệu sao nha. Kiếm SP sao nha anh em. Giờ mình hết trơn nguyên liệu luôn rồi trời. Hết SP luôn, ghê thật. Bây giờ mình sẽ phải đi kiếm nguyên liệu thêm thôi anh em.
quên 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 coi skill của cái con Golden đó nè, tăng luôn đó, lên được cái level 9 anh em à. Đây là cái con Golden. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái skill của em đó. Skill đầu tiên, skill tự động của Golden, tấn công Pokemon địch hàng trước. Được. Ủa con này thì cũng hàng trước này phải anh em, hàng trước nè. Ủa vậy là cái team mình, à con này con phòng thủ, đặc biệt phòng thủ tấn công và một con tấn công nữa. Team mình có hai con tấn công rồi anh em. Tuyệt kỹ của Golden tấn công toàn địch luôn anh em à. Gây 4 lần sát thương bằng 207% công. Úp cái nào vậy ta? Lấy cái tuyệt kỹ anh em. Cái skill này đi. Đó. Skill cuối là gì ta? Tăng thêm hiệu quả trị liệu nhận được. Ôi trời, được anh em. Lỡ mà mình tăng cơ mình yếu yếu cái anh em. Cái được mail úp vô được khác nữa là nó sẽ tăng thêm cái hiệu quả trị liệu thêm 35% nữa anh em à. Hơi ngon á anh em. Ok nha. Đó, đội hình xịn sò liền anh em. Quá là ngon. Rồi, bây giờ mình đi giật giật săn huấn luyện đi anh em. Trong đây mình quýnh gì ta? Chiến nè. 1 2 3 4. Ủa sao mấy con em tai lên trời? Ủa nó không cho mình sắp xếp mà là bắt mình làm theo hướng dẫn thôi anh em à. Thôi kệ đi. Làm theo hướng dẫn xíu đi. Đây, giờ mình sẽ xem cái skill của con Golden anh em. Ủa có thể là ít ta tốc độ cho anh em. Mèo nè. Ôi trời. Trời. Quá là ghê gớm anh em à. Đấy là skill của Golden nha anh em. Quá là ghê. Ghê thiệt. Ồ, con cáo này nó đam nó cũng được anh em, đam cũng được được thôi. Wow. Coi, quỷ rùa Kame búng phát chết sạch luôn anh em. Quá là ghê gớm anh em à. Thu lại hết. Nhận được mảnh cái con bét đó anh em, con này nè. Con này mình quên mất tiêu tên của em nó luôn rồi. Nhưng mà kệ em nó luôn đi. À, nói anh em, trời ơi, ra được con Golden vui thiệt anh em. Mình tưởng nó là mình tạch ngồi luôn chứ anh em. Con mèo này anh em à. Công thủ toàn diện có khả năng búp máu mà bây giờ không biết kiếm lâu phút để có thể thức tỉnh được em nó để mình úp được skill cuối của em nữa anh em. Wow, skill tuyệt kỹ con Golden hơi bị phê nha anh em. Đây là cây mình tăng cái tốc độ lên X3 đi cho nhanh anh em ơi. Anh em đợi xíu mình thoát ra, ở nãy giờ mình quên mở tiếng rồi phải anh em, mình quên mở tiếng. Xíu mình thoát ra mình vô lại cái nha anh em. Mình thay cái đội hình nữa đã anh em à. Mình sẽ lấy con Entei vô trong cái đội hình chứ mình sẽ không lấy cái con cáo nữa anh em, con hồ ly ở đâu. Chiến nè, bỏ con này ra. Đem con Entei vô, con mấy con này vô, cho vô hàng ship bọt anh em à. Đó. Chiến đấu. Entei của mình nó ngon hơn chứ anh em. Đây, để mình xem tắt cái ba đi, mình sẽ xem lại skill của con Entei để xem sao anh em. Wow, chắc là không đến lượt em ở đâu anh em à. Đúng giờ anh em ơi, không đến lượt của em ở đâu. Chết sạch sành xanh. Để mình xem thử đi. Có được đến lượt hay không á nè. Trời ơi, giờ ông Pikachu nó còn giật nó. Con rùa Kiwi. Mà vải quỷ rùa bốn phát chết sạch luôn rồi. Con Entei ấy chưa kịp ra đòn luôn anh em à. À, mảnh hát Sam. Khi mà anh em đi trong này anh em sẽ nhận được các cái mảnh tướng như nè. Nhận được các cái mảnh tướng. Hồi nãy mình đi vượt ải mình bị chết ở cái ải con quỷ mập Capigon này nè anh em. Mình sẽ vô mình sẽ múc lại em đó. Hồi nãy mình đi tới đây mình đi tới cái ải con quỷ Capigon này nè anh em ơi. Hồi nãy nó quýnh mình bầm dập luôn anh em à. Đây mình gỡ con này ra. Gỡ con Pikachu ra. Thêm hai con này vô anh em. Hai con này sẽ cho vô viện trợ anh em à. Bỏ này ra luôn. Pikachu vô luôn. Đó. Mình sẽ quýnh lại thử giúp sao nha anh em. Không biết cái đội hình này nó có ngon hơn hay không anh em à. Giờ mình sẽ vô mình quýnh lại thử xem sao. Chưa chơi mà con quỷ con gì đó mình không biết con gì mình quên mất tiêu tên anh em à. Trời ơi quá là kinh khủng khiếp anh em à. Con quỷ xếp bọt à. Đó. Gột Kame. Búng một phát. Ồ con quỷ boss trâu hay anh em. Lấy thịt đè người. Trời ơi. Nó đè con em tai của mình anh em à. Wow. Ôi. Trời ơi nó còn bút giáp anh em. Bạo 80. Ủa sao quỷ em thai của mình nó làm skill gì trời. Nãy mình chưa đọc skill của em thai thì phải anh em. Wow. Gãy xương Capigon nó bị gãy xương rồi anh em à. Ôi win dễ lắm anh em.
Hồi nãy mình thua anh em à, nãy mình thua mình quýnh không có lại anh em. Giờ mình vô mình quýnh lại cái win liền anh em à. Quá là ghê gốm anh em à. Ghê gốm. Ghê chưa. Ghê không anh em. Ok, chúc anh em có một ngày thật là nhân phẩm và quay được những cái con tướng xịn, Pokemon xịn xò anh em. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm game đây anh em ơi. Và anh em thích mình làm tiếp về cái tựa game này, đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục qua thêm nhiều video về cái tựa game Thức Tỉnh Thần Thú cho anh em cùng xem. Chắc bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye.